Nguyễn Lan Phương vẫn được biết đến với biệt danh là Phương Bora. Nhờ một trang tin nổi tiếng dành cho giới trẻ của Trung Quốc đăng tải hình ảnh của cô, kèm theo một câu chuyện thu hút nhiều chú ý của cư dân mạng. Dưới phần bình luận của bài post, rất nhiều thanh niên xứ tỷ dân không ngớt lời khen ngợi dành cho Lan Phương và săn lùng profile của người đẹp Hà Thành. Thậm chí, một số người còn nói vui rằng muốn cưới cô gái này làm vợ, phải lấy người như em. Ở ngoài đời, Phương Bora sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng gu thời trang sang chảnh. Không chỉ thế, nhờ ngoại hình gợi cảm, cô trộn diện một số thiết kế cắt xẻ ít người dám thử. Cô chia sẻ, nhưng trang phục của tôi thiên về hướng street style pha lẫn nét quyến rũ. Tôi nghĩ bản thân mình phù hợp với những gì năng động và tôn đường cong, chẳng hạn như những bộ đồ thể thao. Những trang phục làm nổi bật vóc dáng giúp tôi có động lực tập luyện để có một cơ thể, vì muốn mặc đồ đẹp, trước tiên phải tự tin vào bản thân. Bên cạnh đó, tôi vẫn học hỏi theo trào lưu nhưng vẫn giữ được phong cách riêng của mình. Từ đó, tạo nên style không nhàm chán cũng không bị lỗi mốt mà mình vẫn yêu thích. Mặc đồ mình thích bao giờ cũng thấy tự tin nhất. Ngoài ra, thần thái cũng rất quan trọng nên tôi khá chú trọng vào việc trang điểm vì nó quyết định 50%. Sự gợi cảm quyến rũ bây giờ không phải là cứ hở hay ngắn mà xuất phát từ sự duyên dáng thanh lịch. Chắc hẳn nhiều bạn ưa chuộng chỉ mặc đồ đen vừa chất lại an toàn, nhưng cá nhân mình lại thiên về đồ màu sắc hơn. Đặc biệt là đồ trắng rất tôn da, là người yêu thời trang nên mình thay đổi phong cách mỗi ngày. Cũng như đồ đi tập gym golf nên thường có rất nhiều bạn inbox hỏi về đồ của mình. Cô nói, riêng vào ngày Tết, Phương Bora đặc biệt yêu thích những bộ đồ có màu sắc rực rỡ như đỏ tượng trưng cho sự may mắn, vàng tượng trưng cho sắc xuân. Tết là dịp sum họp, có nhiều người già, trẻ nhỏ nên mặc kín đáo như những trang phục truyền thống là phù hợp nhất. Ngày mồng 1 chắc chắn Phương sẽ chọn áo dài. Phương thấy, một vài năm trở lại đây, một số cô gái còn chọn áo yếm nhưng thiết kế này khá tạo bạo. Nên để mặc an toàn hơn, Phương nghĩ một vài thiết kế cách điệu cổ yếm hoặc áo yếm có khoác thêm tà ngoài sẽ lịch sự hơn mà vẫn đúng với gu mặc của mình. Cô bật mí,